Đây là cái thùng trồng rau răm của mình. Thì hai cái thùng rau răm này với lại thùng rau húng lủi trồng cùng một lúc vào mùa đông. Tại vì mình muốn trồng thì mình phải trồng trừ hao như vậy để khi tới mùa xuân là nó sẽ được tốt. Bây giờ là tháng đầu của mùa xuân, gần hết một tháng đầu rồi, 26 tay rồi. Thì cái chậu rau răm của mình nó mọc tới đây. Ở trên bầu trời có nhiều máy bay bữa nay. Coi nè, tốt không? Mình để ý thấy rồi, trong mát như vậy nè, trồng chỗ mát mát vậy nè, có nắng chiều một chút nè, thì cái rau của mình á, cái lá nó dài thòn à. Còn mình trồng ở ngoài nắng á, cái lá nó nhỏ xíu. Cái này lá dài nè, không? Và nó cũng cao nữa. Đó, bây giờ là của mình nó có một chút xíu thôi, một bỉnh à, chứ không có gì. Nhưng mà cũng đỡ hơn là lúc trước mình trồng không có ra luôn. Như nó dài nè, cái dài nè. Thì mình quay như vậy ha, đặng mình cắt nữa. Chiều nay chắc mình ra mình phải ngắt nó rồi á. Ê, có cỏ mọc chung luôn. Với lại có cái cần tàu cũng mọc chung đây luôn. Đó, mình quay như vậy nè ha. Chiều nay ha, mình lấy cái kéo mình cắt, tại vì nó dài lắm, nó cũng cứng á, mình ngắt bằng tay không mấy. Bên đây mình cắt ở đây nè. Có khoảng thấp xuống cỡ này nè, cỡ này. Từ đây tới đây cắt cái đây. Ok, ngắm nhìn cái chậu rau răm một chút đi, rồi mình ở đây công chuyện. Bầu trời Sydney cứ mỗi lần Úc mà thời tiết tốt thì ở bên Mỹ trời bị lạnh, có tuyết cứ như vậy. Thời gian mùa đông lạnh lẽo qua rồi, bây giờ tới mùa xuân mừng quá. Ok, bye. Thơm lắm nha, thơm ngát đó. Bye.